Chào anh em, hôm nay em test bộ loa cây Pioneer 5.1. Con này bằng loa bằng gỗ, vỏ loa bằng gỗ nhé. Rất là chất luôn nhé. Khiển có quyền học của anh em nhé. Đầy đủ. Loa gỗ thì chất âm sẽ hay hơn là mấy loa nhựa với cả bộ này cực kỳ hay luôn anh em. Này bằng gỗ nhé. Đấy, xuống to, xuống không to. Mặt loa của con đẹp nhá. Hoa cây đã này là đầu tiên nơ này. Chú chưa nhận trong trời cây hoa. Đây là âm ly chứ không phải đầu đâu anh em nhé. Cái âm sẽ hay hơn là đầu nhá. Cái này có thể chỉnh cái này này. Đây. Nó lõm vào đây một tí đây. Ở bên lõm này. Không ảnh hưởng giống như mặt này mặt nhựa này. Nhựa. Đây, đây chắc là lắn được. Đó, không ảnh hưởng gì. Đây sẽ chờ tăng bật thế này nhá. Nghe về chỉnh nhá. Xem cho piano nhá. Rồi. Bộ này 7 đẹp à. Nghe hay quá hay rồi. Hơn mấy bộ Sony với cả Samsung là hơn là chắc chắn rồi. Dòng piano khá nổi tiếng này. Rồi, để em test một đoạn cho anh em nghe nhá. Đây, test qua thôi. Đây, khiển đây. Chắc luôn.
dừng video ở đây.